Ok. Bấm tỉa tí. Tán lại tròn như cái ô rồi. Thì ngắm cho nó, nhìn cho nó đỡ lổng chổng. Quý vị xem. Gọi là sau mình cố gắng mình tạo được một cái hàng tiền đạo này là toàn cái hoàn thiện, còn đằng sau thì cứ dần dần. Con này thì đúng là phải vật lá quý vị mới nhìn được, thấy hết được các cái đường nét của nó được. Còn bây giờ bóng nó quá rộng và quá lùn, lùn quá giờ quý vị nhỉ. Cái này sau nó cho lên hòn đá thì úi ôi kinh khủng lắm, phải kiếm được hòn đá thật là đẹp cơ các bạn. Bây giờ tầm 11 giờ trưa. Ở đây vẫn rất là râm mát. Bắt đầu nắng nó bắt đầu lan lan ở phía bên này. Xong đến đỉnh điểm trưa là nó mới đến bên này. Nói chung là bên này nắng chiều. Thật ra thì nắng chiều thì mình không khoái bằng nắng sáng đâu. Nhưng mà nắng chiều thì có vẻ đánh cây hơn. Nó gai góc cây hơn. Đó. Sân của mình ở đây rồi thì chơi hướng này cũng được, mặc dù nó không sáng, nó không nắng trực diện nhưng mà nó cũng thoáng và khoáng và nó, tôi nghĩ là nó đủ ánh sáng đấy. À, ok. Bây giờ tỉa nốt cây này. Tỉa nốt cây này để cho cái hàng tiền đạo này nhìn cho nó sáng sủa một tí. Thì phải chịu khó làm thì đôi năm nữa nó mới có cái vườn, nó có những cái cây hoàn thiện để chơi. Ví dụ như cây này thì vừa mới cắt đây, nó lại um tùm như này rồi. Đây. Mùa thu này, lá vàng này. Lá vàng này. Cái cây mà nó khỏe quý vị nhé. Lá non nó mỡ màng và cái đến cái nỗi lá già nó khi nó rụng đi nó vẫn còn tươi như này. Tươi và giòn như này. Đấy mới gọi là cây khỏe. Quý vị đã từng tôi nghĩ rằng có những anh em có những cái cây mà suốt ngày cắt không có bao giờ có nổi cái lá già thì cũng là cái điều rất là dở. Phải nuôi chứ, phải nuôi thì mới có cây đẹp được. Cốt đẹp rồi mà không chịu nuôi thì cũng dở, phí cái cốt. Ok, quay lại cái này để tỉa nhá. Tỉa tót. Tỉa tót. Này chỉ có tỉa thôi. Bấm tỉa. Biết hội Mỹ Đình đã có bác nào ra bày cây ra trường biết, chắc là có lẽ là trong cái mấy hôm nghỉ này là sẽ có cây ở ngoài đấy. Bấm qua thôi chứ đến lúc khi mình làm tổng thể thì lại còn cắt nữa cơ mà. Bây giờ sẽ bấm để cho nó nhìn nó gọn gọn thôi, nó cũng không bị vống lên quá mà những cái dăm này nó không bị sồng quá nó to mà to quá sau cũng giờ lại phải làm lại khống chế. Vừa lọc vừa làm gọn gàng vừa khống chế. Đến cái độ làm răm mịn tít này rồi thì không có phải nuôi cái cây cành nào để cho nó to nữa cả. Thì thoảng vẫn có những gọi là sinh quê nhưng vẫn có những cành nó vống lên rất là mạnh, mặc dù răm ổn định rồi đấy. Quê hay điền thì vẫn phải để ý thường xuyên thôi. Nhất là những cây hoàn thiện rồi mà giữ phong độ và nâng cao phong độ nó lên cũng là một cái tương đối khó đấy.
nuôi quá thì sợ béo, mà sợ xù đầu, mà không nuôi thì cây yếu. Tùy thể trạng của mỗi cây và cái thời điểm mà mình lựa thôi. Nhìn như đống rơm nha. Mở tay quá. Phía bên này gió nó mát thật. Mặc dù ở phía khác thì đang nắng vỡ đầu đấy, mà bên này vẫn mát. Buổi sáng làm cây đây sướng, không mất mồ hôi. Lúc lọc ngâm nữa lại còn cắt lại nữa các bạn. Nên bây giờ chỉ có bấm để nó form cho nó, nhìn cho nó gọn gàng. Vừa là để cho những cái dăm ở bên trong nó không bị tối quá, không bị tối nó bỏ. Và cũng là để khống chế những cái này cho nó đồng đều nhau. Những cái nào mà vọt lên được trước là kiểu gì nó cũng sẽ to hơn. Thì mình khống chế thôi. Quê hay điền thì cũng to hết, không có ngoại lệ, nhưng mà ý là quê thì nó ổn định hơn. Nó ổn định hơn. Ui, mở tay. Ok. Bấm tỉa tí. Tán lại tròn như cái ô rồi. Thì à, ngắm cho nó, nhìn cho nó đỡ lồng chồng quý vị xem. À, gọi là sau mình cố gắng mình tạo được một cái hàng tiền đạo này là toàn cây hoàn thiện, còn đằng sau thì cứ dần dần. Con này thì đúng là phải vật lá quý vị mới nhìn được, thấy hết được các cái đường nét của nó được. Còn bây giờ bóng nó quá rộng và quá lùn, lùn quá giờ quý vị nhỉ. Cái này sau cho lên hòn đá thì úi dồi ôi, kinh khủng lắm, phải kiếm được hòn đá thật là đẹp cơ. Các bạn khủng khiếp à? Ngồi dưới gốc cây này là mà trời mưa thì là không ướt đầu, mà nắng thì cũng chả xi nhê gì quý vị nhá. Đó, cho nên nhiều khi nó rậm quá mình phải điều chỉnh cho những cái lá bên trong nó có chút ánh sáng. Khủng khiếp. Ok, duyệt đội ngũ quý vị nhá. Như vậy là được 5 cây hàng đầu này là cũng tương tương đấy. Nếu mà cắt cùng một lúc là bày là đẹp đấy. 5 cây hàng đầu này. Đây này. Ông này thì hôm trước được cắt thôi. Mới được cắt. Sau này thì nếu mà nó hòm hòm rồi thì sẽ thường là sẽ làm cùng một thời điểm hết. À, như vậy. Đại tướng hiện tại thì vẫn là cột trụ đây. Vẫn là cột trụ của vương triều đây, nhưng mà nó sẽ có những cái tướng quân, gọi là những vị tướng tài năng khác. Đó. Mỗi người có một cái tài năng riêng, cái vai trò vị trí quan trọng riêng, nhưng mà vẫn phải có đại tướng quân chứ, đúng không? Nước phải có vua, có tướng phân cấp thì sau mới quản được quân chứ. Đấy. Cái thứ hai, thứ ba. Thì là vừa mới bấm xong đây. Hiện tại có lẽ nó có mỗi mình nó là gọi là mang danh là cây hoàn thiện thôi. Con này mà muốn lên tầm cao mới đúng phải lên một hòn đá thật là tranh vành. Tuyệt vời.
phải kiếm, phải hợp duyên với, kiếm một hòn đá đẹp và có ý tưởng nó sáng láng lên, và quan trọng nhất là có thời gian. Nếu không có thời gian thì phải buộc phải thuê người ta làm, nhưng mà người ta làm thì có lẽ là nhiều khi là mình không kiểm soát được, mình không kiểm soát được, mình hoàn toàn phụ thuộc vào cái bàn tay của người ta, mặc dù là có thể là ý tưởng của mình. Đây, cây này thì cũng đang hy vọng là cắt nhát này thì nó vuông cây thì để cái hàng này nó ok đấy. Cây thứ 5. Cây thứ 5. Phiêu. Như rừng nước luôn. Như rừng ngập mặt Cà Mau. Trong này nó chật quá, không đứng được. Màu tím này đẹp ghê nhỉ. Cảnh lan tươi thế, cảnh này cắm vào cắm lọ cũng được đấy chứ. Cắt vào cắm lọ cũng được đấy chứ. Chiều sẽ quay lại cái khung cảnh bên phía bên này. Mình thích cái không khí buổi chiều muộn ở bên phía bên này hơn. Buổi sáng mình thích ở bên kia hơn. Tí nữa mình đá đưa lại cái tùng này tí.